mấy ông nhạc sĩ hay ha, sáng tác ra những một cái bài ca cổ đầy đủ ý nghĩa, câu từ đầy đủ. Cái mới xem xuống lại em tấu hài là sập Facebook rồi. Này đây mà tấu hài là sập Facebook cho nó mới chết. Chào buổi tối cả nhà mình ạ. Tối nay em lên bộ ống rộng cổ đổ trước cho cả nhà mình nha. Bộ em mặc nha cả nhà ơi, bộ em mặc là bộ ống rộng nha, cái chị chất tơ lạnh nha, ống rộng cổ đổ chất tơ lạnh rất là đẹp ạ. Bộ em mặc là giá 150 ạ, giá 150 các chị nha. Tối nay lên bộ ống rộng với em sẽ có bộ giả váy màu cho mấy chị ha. Bộ giả váy màu thiêu công em còn được một ít. Bộ này mặc lên thì nó không có nổi nha mấy chị, nhưng mà nó rất là đẹp nha. Bộ kẻ trắng lên với em, bộ em đang mặc là bộ kẻ trắng cả nhà, kẻ trắng. Sao không thấy mấy chị đẹp nhà em nói gì vậy? Đây có thông báo. Em chào Trá Hương Quỳnh, em chào tất cả các chị. Rồi bộ em đang mặc nha các chị ơi, bộ em đang mặc là giá 150.000. Cả nhà chào em chào cả nhà. Chốt em mã này là mã da nha các chị ơi. Hồi chưa chị nào hỏi em bộ cổ đổ nè. Trang cá nhân luôn. Chú em bộ này là bộ beo da cả nhà, chú em beo da. Em chào Trái Ngô Điệp. Mã này mã họa tiết giúp em nha, mã họa tiết. Chú em họa tiết. Em chào Chí Lý Hương. Chú em mã họa tiết nha các chị, họa tiết. Mẫu này em còn được ít rồi các chị, size 5, size 4, size 5 em còn ít nha. Này hình như không có size 6. Mã trắng giúp em, mã trắng rất là đẹp. Chú em mã trắng, em chào chị Lê Tiết Châu. Rồi lên giúp em mã này nha. Này lên giúp giùm em là mã hồng, các chị bông hồng. Chú em mã bông hồng. Bông hồng này là nền xanh đen giúp em rất là đẹp luôn. Chú em mã bông hồng. Nhí cam. Chú em nhí cam nha, chị còn thiếu một nhí xanh nữa.
em nhí cam, cái chị nhí cam rất là đẹp, nhí cam. Rồi em có bell reel cho cái chị nha, bell reel bón rộng này rất là đẹp nha cái chị, giải tơ lạnh rất là mát luôn, tơ lạnh. Lên giúp em mã này nha, bell reel 65kg mặt size số 4 chứ. 65kg chị cho em chiều cao đi, 65kg cao 1m55-56 trở lên là mặt size 4 là đẹp. Vải này cái chị, vải là bao xịn luôn nha, co giãn 4 chiều và nó rất là mịn và nó rất là mát. Lên giúp em mã này là mã bell vàng, chốt em bell vàng. Rồi cái này lên giúp giùm em là nhí xanh, em đang mặc là kẻ trắng. Kẻ trắng này hình như em còn được có 1, 2, 3 hả các chị? Kẻ trắng em còn được size 1, size 2, size 3 hả? Chốt em nhí xanh nha, nhí xanh là em còn được 1, 2, 3, 4. Bell reel size số 4 chốt cho chị Trang Nguyễn. Ok chị Trang Nguyễn. Rồi em đang mặc là kẻ trắng nha các chị, kẻ trắng đẹp lắm cả nha. Chốt em mã này mã nhí xanh, đẹp quá cả nhà. Bộ này rất là đẹp nha các chị. Chốt em mã nhí xanh. Giải này mặc là bao thích nha các chị, giải này mặc rất là đẹp. Vải này các chị mặc mịn lắm, mịn mát nhẹ nha. Chốt dày dặn, vừa mặc không mỏng cũng không dày. Chốt em nhí xanh, nhí xanh em còn từ size 1 đến size 4. Kẻ trắng với nhí xanh size số 3 em chốt cho chế Hương Quỳnh. Ok chế Hương Quỳnh. Rồi em hết nhí xanh size 3 luôn. Ok chế kẻ trắng với nhí xanh size số 3. 6 mảnh size 2 còn màu gì chờ em tí xíu đi chị Nhi Ngọc. Chờ em xíu đi, còn mấy bộ 6 mảnh em lên cho. 6 mảnh em còn ít lắm, 6 mảnh còn được tầm khoảng chục bộ à. Rồi chốt em bộ này là bộ bell vàng cả nhà. Bell vàng. Bell vàng em còn được size 1, size 2 và size 3 luôn. À bell vàng em còn được size 2 với size 3 hả? Hết size 1 à. Bell vàng em còn được size 2 với size 3. Cái chị đẹp chốt em bell vàng. Nhí xanh size 3 hết rồi chế Hoàng Nhung ơi. Nhí xanh size 3 em còn có một bộ em chốt cho chế Hương Quỳnh là em hết rồi. Chứ chọn qua cái bộ khác giúp em ha. Em đang mặc là bell vàng, mình lấy bell vàng đi chị, bộ bell vàng này cũng đẹp lắm. Bell vàng em còn được size 2 với size 3, cái chị đẹp chốt em mã bell vàng. Hai bộ. Bell vàng em còn được size 2 với size 3, cái chị đẹp chốt em mã bell vàng. Có quần lễ ống rộng không? Dạ không chứ. 1m50 nặng 50kg mà size 2 như chị Thảo Đặng. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bell reel. Bell reel em còn được size 2, size 3, size 4 và size 5. Lên giúp em là bell reel. Bell reel em còn được 2, 3, 4, 5. Cái chị đẹp chốt giúp giùm em. Cái này, cái cổ đổ này là em làm cổ đổ giả nha mấy chị ơi. Nên là cái chị mặc đó là nó sẽ không có bị thòng cái cổ nha. Rồi lên giúp em là bell reel. Bell reel kèm theo tơ lạnh nha chị ơi, chốt tơ lạnh. Chốt này là bao đẹp luôn á. Chốt này là em bao cho cái chị nè, mịn, mát, nhẹ, co giãn tốt nha. Nói chung là chốt này rất đẹp. Chốt này cái chị nhận đi, cái chị sẽ ghiền luôn á. Chốt giải nó đẹp lắm, tơ lạnh nha. Nghĩa là cái tơ lạnh chứ không phải là tơ hoa đâu nha các chị. Nghĩa là cái vải này là em, cái vải này là cái công của mình nhập trực tiếp từ bên hàng về luôn á. Rất là đẹp nha. Chốt tơ lạnh giúp em, mát lắm, mát mà nhẹ nữa. Lên giúp giùm em mã này là mã bell reel. Cái bell reel này các chị mặc sang lắm nè. Chị coi vải nè, nó giãn nè. Nó rất là mịn luôn. Nói chung là vải này khách nhà em thích lắm á. Em mai bà ba cái chị cũng thích, mà đồ bộ cái chị cũng ok.
chớ em đeo riêu 150 chứ, 150 một bộ. Này vải nó hơi mắc nha. Chất vải đẹp lắm. Thường mà hàng mà em bán cho cái chuyện 150, 160 là những chất vải rất là đẹp. 130, 140 thì thường là vải đó, cái chị em mua nhiều ở bên em rồi. Lâu lâu nó mới có được vài mẫu giá 160, 170 chị, là vải đẹp đó. Cái này em may không phải là cái kiểu nó mắc mà là do cái vải nè, cái chị vải nè. Nói chung mịn lắm. Lên giúp em mã này là mã nhí cam. Không có màu. Nhà tơ lạnh là không có màu. Rồi lên giúp giùm em ạ, hàng màu và ống rộng hoặc là giả váy em chỉ lên hàng Solen thôi nha, hoặc là thun lai dông. Còn tơ lạnh là nó chỉ có hàng bông thôi. Rồi chốt giúp giùm em mã này đi cái chị. Chốt em mã này là mã nhí cam ha. Nhí cam em còn từ size 1 đến size hình như là còn 1, 2, 3. Nhí cam em còn được 1, 2, 3 thôi. Chốt em mã nhí cam. Nói chung là hàng đẹp. Chốt em nhí cam nha. Ống rộng màu em có nha. Ống rộng màu là em có hàng Solen Thiêu á. Màu Solen Thiêu. Chị có muốn coi thì chúc em lên luôn cho. Chốt em mã này nha, bông hồng. Lên giúp em mã bông hồng. Solen thì thiêu thì nó mắc hơn xíu. Solen thiêu á thì em đang bán cho cái chị giá 165.000. 190 em sale còn 165. Rồi lên giúp em mã này mã bông hồng. Bông hồng kèm size giúp em. Chốt em mã bông hồng nha. Chứ đẹp, chứ đẹp cho em mấy bộ 6 mảnh xuống đi. Em lên 6 mảnh thì nó chỉ còn. Lên với em mã này là mã bông hồng cả nhà. Bông hồng này là nền xanh đen nha các chị. Nền xanh đen giúp em, rất là đẹp. Chốt em mã bông hồng. Lên giúp em mã bông hồng cả nhà. Bông hồng. Rồi màu trắng. Lên giúp em mã này là mã trắng nha. Chỗ em mã trắng nha cái chị trắng. Bộ đang mặc là chốt tơ lạnh chứ Phương Loan ơi. Chốt tơ lạnh, chốt rất đẹp luôn á. Chốt phải là bao đẹp, bao nhẹ, mát lắm. Rồi lên giúp giùm em mã này, coi giãn. Giãn thì không phải bàn luôn rồi. Mịn và mát lắm. Chốt tơ lạnh giúp em. Rồi lên giúp em mã này nha. Lên giúp em mã này mã trắng nha nha, trắng. Chốt em mã trắng, cái bông của nó này. Cái bông ở ngoài đẹp lắm. Rồi lên giúp em mã trắng nha. Trắng kèm size giúp em. Trắng em còn từ size 1 đến size 4. Size 1 đến size 4 lên với em mã trắng nha. Trắng em hết 3 rồi. Trắng em còn 1, 2, 4. Thun Mỹ tối nay không có lên. Thun Mỹ chưa mai nha. Thun Mỹ chưa mai em like. Bữa nay em mới soạn hàng xong mà chưa mai em like cho mấy chị. Trắng 2 em chốt cho chế Diễn Nguyễn. Lúc chưa mới nhận bà ba, bận đẹp hơn đồ chị may luôn, xuất sắc. Em cảm ơn chế Nga Liên rất là nhiều nha, chế Nga Liên ơi. Rồi lên giúp giùm em mã này, cái chị lên giúp em mã này là mã họa tiết. Chị nào muốn mua Thun Mỹ em hẹn cái chị chưa mai nha. Chưa mai em lên Thun Mỹ nha. Thun Mỹ đợt này về nhiều bông, nhiều kiểu lắm mấy chị. Chốt giúp giùm em mã này cả nhà mình ơi, họa tiết. Chốt em bộ này là mã họa tiết. Chị cân nặng chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị Phong Hồ, bộ này em có tới size 72kg. Chị cân nặng chiều cao bao nhiêu cho giùm em đi rồi em tư vấn size cho. Hàng có size nha chị. Rồi lên giúp giùm em mã họa tiết cái chị. Họa tiết kèm size giúp em. Chốt em họa tiết. Tối nay không có lên bà ba chứ đẹp ơi. Mấy chị chưa ngắn bà ba hả? Ngày nào lên chế cũng bà ba hồi trưa em mới lên bà ba xong á chị coi lại cái like hồi trưa đi, coi lại cái like hồi trưa coi đặt mã áo nào rồi lên rồi em chốt cho. Trắng 4 em chốt cho chế Huệ Trần. Trắng 2 em chốt cho chế Minh Hoàng. Họa tiết xe số 1 em chốt cho chế Thanh Tài Phan. Cao 1m65 nặng 60kg hả chị? 1m65 nặng 60kg là mặc C3.
mẫu. Nhưng mà mét 65 là chị mặc cái quần nó sẽ ngắn hơn em mặc nha. Em mét 58 em mặc nó còn cũ cũ vậy nè. Chị mặc cái thì mang dép lên tầm khoảng 3 phân thôi. Mét 65 là mang dép lên tầm khoảng 3 phân thôi. Tại vì không phải là em may quần ngắn đâu, mà tại vì cái chị cao á, có nhiều chị chân dài, cao mà chân nó dài nữa. Em là mét 58 này, em mặc cả này nè, mang đôi dép lên 7 phân, 57kg, mặc size mấy vậy shop, cao 1m57, nặng 58kg, size 3 luôn chế đổ lên đây, size 3 luôn nha chị. Em là 1m58, em nặng 50kg, em đang mặc size 1 á. Size 2 là tầm khoảng 55-56kg, chế 58kg, chế mặc size 3 ha. Ok, chế Thanh Tài Phan, chế Thanh Tài Phan cứ nói với mấy bạn chốt đơn á. Nếu mà sáng mà mấy bạn nhà em có gọi cho chị thì cứ nói với bạn, rồi em dồn đơn cho. Rồi chốt giúp giùm em mã này, mã beo da nha cả nhà, beo da. Chốt em beo da cả nhà. Rồi em hết rồi đó. Cái này em có nhiều họa tiết đó hả các chị. Bộ này các chị mua đi, bộ này đẹp lắm. Bộ này là em like rất là ít. Bộ này đa phần là em chỉ đăng, em bán offline á, mà nó sắp hết lô rồi. Giải đẹp lắm mấy chị, giải là em bao cho mấy chị luôn á. Giải này là chị nào, chị không có chị nào mặc mà chê hết á. Từ người khó tính cái giải này mấy chị cũng chịu nha. Cái bộ ống rộng cái chị dễ mặc. Beo da chế Minh Hoàng, hồi nãy chế Minh Hoàng size mấy ta? Size 2 đúng không? Beo da size số 2 cho chế Minh Hoàng. Ok chứ. Rồi em dơ lại họa tiết cho các chị nha. Bộ beo da này mặc trắng da lắm nè các chị, mặc trắng lắm. Beo da này em chỉ còn được size 1, size 2 với size 3. Ủa beo da size 2 mình còn không ta? Còn chứ. Còn cái cọc Em chào chế Minh Thùy. Beo da chị Huệ Trần. Chị Huệ Trần là size số 4. Beo da em hết size 4 chứ Huệ Trần ơi. Size 4 em còn beo riêu hả chị? Chứ chịu beo riêu không? Beo riêu mặt thì nó sang à, cái màu của nó. Beo riêu. Beo da size số 1 em chốt cho chế Hồng Hạnh Ngô. 150 bộ chị đóng miền Tây ơi. Giải này là giải tơ lạnh giúp em nha. Chốt vải là em bao đẹp cho mấy chị luôn. Coi giãn 4 chiều chứ không phải coi giãn 2 chiều. Chốt vải không dày cũng không mỏng, mặt nó nói chung là mặt nhẹ vừa nha, mát, chất vải rất mịn. Beo da em hết size số 4 rồi, size số 4 em còn beo riêu cả nhà ơi, size số 4 em còn beo riêu. Beo riêu thì mặt nó sang nha. Rồi với lại là size số 4 em còn được bộ nhí xanh này cũng đẹp nữa nè. Đây có chế nào à, nhí xanh giúp em ha, nhí xanh rất là đẹp, nhí xanh beo riêu đẹp mấy chị ơi. Beo riêu nè, beo riêu mặt sang lắm đó. Cái beo nó đẹp, em là em khoái beo, cái beo nhìn nó đẹp mà nó sang sang bên tay. Rồi lên giúp giùm em là nhí xanh nha. Rồi các chị lên giúp em cái mẫu này, cái này lên giúp em nhí cam. Nhí cam hiện tại em còn 1, 2, 3, nhí cam em còn được 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beo riêu size số 1 em hết trơn, chế Tiền Quỳnh đây, chế Quỳnh Tiền chứ. Beo riêu như em còn từ size 2 trở lên, 2 với 3, 4 à. Em coi còn 1 nhớ. 2, 3, 4, 5. Beo riêu em còn được 2, 3, 4, 5. Size số 1 em hết rồi. Size số 1 em bây giờ em chỉ còn được có beo da hả chứ ơi. Size số 1 chỉ còn có beo da em đang mặc hả. Beo vàng với beo riêu là còn từ size 2 ha. Beo vàng là còn được 2, 3, 4, 5. Ủa quên 2, 3, 5. Beo vàng này cũng đẹp nữa nè. Beo vàng em còn được 2, 3, 5. Beo vàng nha, beo vàng. Beo vàng em còn được 2, 3, 5. Cái chị đẹp chốt em beo vàng. Đây cái bộ kẻ trắng rất đẹp. Kẻ trắng em còn được 1, 2, 3. Kẻ trắng em còn được size 1, size 2 và size 3. Ôi cái vải nó đã lắm mấy chị. Kẻ trắng em còn được 1, 2, 3. Cái chị đẹp chốt giúp giùm em kẻ trắng 150 nha. Rồi mã này là mã trắng giúp em. Này là mã trắng nha các chị. Trắng có bông nè. Lên với em mã trắng. Ủa mã tiếp mã có này nè chứ. Chốt rồi hả? Lên với em mã này mã trắng nha các chị, mã trắng. Đẹp xuất sắc, mã trắng. Rồi mã bông hồng. Bông hồng em còn từ size 1 đến size 5. Chốt em mã bông hồng. Bông hồng em còn từ size 1 đến size 5. Cái chị đẹp chốt em mã bông hồng. Bông hồng ấm rộng cổ đổ.
Rồi họa tiết cuối cùng là mã họa tiết luôn. Đây bọn này cũng đẹp nè. Mã họa tiết này em cũng còn từ size 2 ha. Em còn được 2, 3. Họa tiết em còn được size 2 với size 3 thôi các chị, 2 với 3. Họa tiết em còn được size 2 với size 3. Các chị đẹp chốt em mã họa tiết. Rồi. Em lên cho các chị bộ 6 mảnh nha. Cái bộ mã đẹp đó, chiều chốt và xả ra nữa. Trắng một em chốt cho chế hồng hạnh ngô. Ok, chế hồng hạnh ngô. Bộ kẻ trắng cũng đẹp á, chị hồng hạnh ngô bộ này nè. Kẻ trắng này mặc cũng đẹp. Em chào chị Hương Nguyễn. Nhí cam cũng đẹp nữa. Rồi, beo da nha, beo da em còn được 1, 2, 3. Hết 1. Ủa, hết 1 hả chị? Nè. Rồi, 6 mảnh em còn được mấy bộ này nè chị ơi. Chị nào hỏi em 6 mảnh là cho em bộ vàng sai mấy chứ? Cho em bộ vàng. Vàng còn sai, mấy bộ này hết rồi. Mấy bộ này còn có 1 bộ, 2 bộ. Còn sai, cái này chỉ còn 2 với 3 thôi. Mãi vàng này em còn được size 2 với size 3 nè. Bộ 6 mảnh nha các chị, bộ 6 mảnh em còn được không tới 10 bộ nữa các chị. Nên là chị nào chốt thì mình chốt nhanh nha. Để em hết hết cái lô này rồi đó. 6 mảnh em về được có 180 bộ à. Vàng em còn được size 2 với size 3. Vàng này mặt trắng lắm nè. 125.000 bộ nha, bộ 6 mảnh. Size 2 là 56-57 kg tùy chiều cao nha các chị. Rồi lên giúp em mã vàng. Vàng em còn được size 2 với size 3. Size 2 là 56-57 kg và size 3 là cho các chị 60-61 kg. Giả này cũng giả coi giãn 4 chiều luôn. Giả này thì nó không phải là tơ lạnh. Giả này nó là giả thun gì á, em không biết nha, em không biết tên nên là em không có nói cho mấy chị nghe được. Không biết tên chính xác. Bộ 6 mảnh nha các chị. Mã trắng size số 3 cho chế Đỗ Linh. À, trắng 3 hết rồi, chế Đỗ Linh nè. Chế Đỗ Linh chốt qua bộ khác được không? Trắng em còn trắng 4 nè. Em còn được trắng em còn được size 2 với size 4. Trắng em còn được size 2 với size 4 nha. Chị lấy beo nào chị Tuyết Thanh ơi? Beo là em có nhiều mã beo lắm. Beo hồng, beo riêu ha, chứ lấy beo gì? C3 màu vàng, C3 màu vàng em đang mặc chốt cho chế Loan Nguyễn. Bộ 6 mảnh em đang mặc là 125.000. Cái bộ ống rộng cổ đổ hồi nãy là 150. Cả nhà nha. Bộ ống rộng cổ đổ là chất tơ lạnh. Còn thun em đang mặc nó là thun gì á mà nó cũng rất là đẹp nha. Nó đẹp cũng tầm khoảng thằng kia 10 thì thằng này nó cũng 8-9 rồi mấy chị. Rất là đẹp nha. Dạ nó cũng mịn đó. Mặc mát. Mùa hè cái chị mặc mấy cái này thì ok. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cái chị. Chốt em mã này mã đỏ. Mã đỏ em còn được size 1 với size 3. Chốt em mã đỏ. Rất đẹp luôn. Đỏ đi với đen. Đỏ đi với đen lúc nào nó cũng đẹp. Ngầu. Rồi mã nâu. Nâu em còn duy nhất bộ size 1. Bà ba beo mà beo gì? Beo em lên rất là nhiều mã beo. Beo cam, beo riêu, beo hồng nha. Rồi beo da nữa. Chứ nó beo không em đâu biết beo nào. Rồi lên giúp giùm em mã này nha. Lấy beo da size số 3, ok chế Đỗ Linh. Lấy beo da đi, beo da đẹp đó. Chế thích màu sáng chứ lấy beo da là hợp lý. Beo da đẹp. Rồi lên giúp giùm em mã này, mã nâu. Nâu em còn được bộ size 1 cái chị. Nâu còn được bộ size 1. Họa tiết em còn được bộ size 2. Đây bộ này rất đẹp nè. Bộ này mặc lên đẹp đó. Họa tiết em còn có bộ size 2 à. Beo cam. Beo cam, chị Tuyết Thanh beo cam em hết size số 3 rồi. Hồi chiều còn có cái beo cam 3 em chốt cho khách là hết luôn rồi chị. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị. Chốt em mã này là mã họa tiết. Họa tiết 125.000. Em còn bộ size 2 nè. Hồi nãy chế đẹp là hỏi em size 2 nè. Chốt đi nha, hết trơn rồi đó. Hết trơn rồi. Em còn có mấy bộ nữa hả. Bộ 6 mảnh này rất là đẹp. Giải rất đẹp luôn ha. Lên giúp em mã này là mã đẹp luôn. Mã đẹp em còn được bộ size 1. 51-52kg trở lại mặt giường. Lên giúp giùm em mã này là mã đẹp cái chị, đẹp. Hồi chưa em có mặc bộ này rồi nè mấy chị. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã hoa. Mã hoa em còn được có duy nhất size 3 thôi. Rồi là hết luôn rồi đó.
À còn miếng nào nữa hả? Rồi mã hoa em còn được size 3, 60 61 kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã hoa đi cái chị đẹp cho. Mã hoa nè. Chốt em mã hoa. 23 năm. Rồi nhí hồng em còn được 2 3 năm. Nhí hồng em còn được size 2, size 3 và size 5. Cái chị đẹp chốt giúp giùm em. Mã hoa chế Thanh Việt size số mấy vậy? Chế Thanh Việt size 3 đúng không? Hoa size số 3 cho chế Thanh Việt. Phải size 3 thôi chị. Nếu đúng thì ok giúp em nha. Mã hoa em cũng toàn size 3 không à. Mã hoa size số 3 cho chế Giàu Võ. Còn bộ cách tân nút thắt màu đỏ mận không em? Size số mấy chế Thí Ca Thị ơi? Bộ bà lai cách tân màu á đúng không chị? 140. Em còn đó nhưng mà chế mặt size số mấy? Ok chế Thanh Việt size 3. Rồi em dơ lại họa tiết cho các chị nha. Bộ này lên giúp em mã nhí hồng nha. Nhí hồng rất là đẹp luôn nè. Nhí hồng em còn được 2-3 năm. Nhí hồng em còn được size 2, size 3 và size 5. Lên giúp em mã nhí hồng. Bộ em đặng mặt là mã vàng. Mã vàng em còn được size 2 với size 3. Rồi mã hoa em còn một bộ size số 3 nữa. Hoa em còn được bộ size 3 nữa. Màu đỏ mận size số 2. Để em coi cái nha chị. Đỏ mận size 2 em còn á. Chị Thí Ca Thị em lấy cho chị luôn nha. Bộ này nha chế. Màu đỏ mận. Bộ em mặc là 125.000 chị Quế Nhi. Bộ em mặc là mã vàng. Em còn được size 2 với size 3. Em còn được có mấy bộ à. Nhí hồng là còn được 2-3 năm. Mã hoa là em còn được bộ size 3. Mã hoa là còn bộ size 3 nha. Dạ rồi ok chế Tuyết Thanh. Bà ba em cũng còn nhiều mẫu lắm á chị. Chị coi thử có ưng cái họa tiết nào không. Rồi mã này lên giúp giùm em. Dạ ok chị Thiết Cho Thị. Lên giúp em mã này là mã nhiên. Mã đẹp. Mã đẹp em còn được bộ size 1, 51-52kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã này là mã đẹp cái chị. Mã đẹp bộ này là xuất sắc luôn nha. Nè chị nào size số 2 nè lấy bộ này đi. Size số 2 em còn được mã họa tiết nè. 55-56kg chị nào gọn người, cao gọn người thì 57kg ha. Còn không 55-56kg là mặt đẹp. Lên giúp em mã họa tiết. Size 3 màu vàng em đang mặc chốt cho chế Loan Nguyễn. Rồi mã nâu em còn được bộ size 1 luôn đó chị. Nâu em còn được một bộ size số 1. Nâu em còn được bộ size 1 rất đẹp luôn. Chị nhìn cái họa tiết của nó nè. Cái họa tiết này là em về được có 180 bộ thôi nhưng mà em ra đủ 10 bông cho cái chị luôn. Mà bông nào cũng đẹp hết trơn. Khách nhận hàng rồi, khách khen quá chừng nha cái chị vải đợt này đẹp lắm nha. Lên giúp em mã này mã nâu. Mã nâu em còn được bộ size 1. Chốt em nâu. Hết rồi, em còn vài bộ nữa em hết rồi. Mã đỏ. Chị Loan Nguyễn chỉ lên 2 lần chừng rồi nè. Ai chị Loan Nguyễn hả? Chị Loan Nguyễn có vàng 3 rồi nha chế ơi. Chế đừng có bình luận lại bị trùng đó. Họa tiết size 55kg, chế Thiên Khuyết. Chế Thiên Khuyết 55kg cao bao nhiêu vậy chị? Chế lên là một bộ size L hả không? Bên em không có đi size theo size L nha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chứ không có SML. Nên là cái chị cho cân nặng cho chiều cao giùm em. Mã nâu không có size 2. Bộ em mặc là giá 125.000. Bộ 6 mảnh. Rồi mã nâu là em chỉ có size số 1 thay size số 2 là bây giờ em chỉ còn được mã vàng em đang mặc nè. Mã nhí hồng nè với mã họa tiết thôi. Chị mặc size số 2 nha. Họa tiết size số 2. Chị lên lại giúp giùm em là họa tiết size số 2 đi chị Thiên Khuyết. Có đơn hàng nhớ để ý điện thoại giúp giùm em nha mấy chị. Rồi mã đỏ. Mã đỏ này em còn được 1 với 3. Mã đỏ này còn 1 với 3. Em đang mặc là mã vàng. Vàng còn 2 với 3. Rồi em hết rồi đó. 6 mảnh em còn được có mấy bộ à. Rất là đẹp luôn. Không mua đợt này tiếc lắm nha mấy chị. Rồi em qua mẫu khác cho mấy chị. Mã nâu chỉ còn duy nhất size số 1 thôi. Dạ
Rồi em có bộ giỏ váy, em có bộ giỏ L, em có màu duy nhất là mấy chị em sale cho mấy chị giá 95.000 ha. Quần giỏ váy L. Chất thun lai dông giúp em. Lên giúp em mã 95 kèm size giúp em ha. Em có 3 size. C2, C3, C4 và C5. Quần giỏ váy L chất lai dông giúp em. Em 1m58 em mặc cái chiều dài quần nó cỡ này nha mấy chị. Em chào chế châu chồng. Bộ này C2 là 57kg, C3 là 60-61kg, C4 là 65-66kg và C5 là tầm khoảng 72kg trở lại mặt giường. Phối hai bên rất là đẹp nha các chị. Tay em mai tay dúng cho mấy chị nè. Bộ này là bộ giả váy lỡ 95.000, lên giúp em 95 kèm size. 33 xanh đen còn không chị, size số 3 còn chị Đỗ Linh. Áo 33 mã xanh đen em còn. Rồi bộ em mặc là bộ giả váy lỡ các chị. Em sale cho mấy chị còn 95.000. Em chỉ có một màu duy nhất nha. Cho em mai cho sỉ mà bị rớt. Bị rớt màu có nghĩa là cái màu này là thợ chả sâu nha. Thợ chả sâu nên là nó còn lại có màu một. Màu kem. Rồi cái chị chốt bộ này thì lên giúp em là mã 95 ha. 95 kèm size giúp em có size 2, size 3, size 4 và size 5. Size 2 là 56-57kg, size 3 là 60-61, size 4 là 65-66. Và size số 5 là cho cái chị tầm khoảng 71-72kg trở lại mặt giường. Rồi lên giúp giùm em bộ này, giả váy lỡ. Giả váy lỡ em không có ra hàng nữa các chị. Không có ra hàng nữa nha. Tại vì giả váy lỡ bán chậm, em ít có ra. Bán chậm hơn là giả váy dài. Nên là thường em sẽ tập trung giả váy dài cho mấy chị. Chị Đỗ Linh, em chốt chị Đỗ Linh một cái áo và ba màu xanh đen size số 3. Là cái màu này đúng không chị? Đây cái xanh đen này ha. 85.000 áo. Đây em lấy cho chị cái này. Xanh đen size số 3. Áo bà ba màu vàng size số 3 khi nào có em dạ không biết nha chị Huy Dương ơi. Giờ là mấy cái màu là em không biết luôn, không biết khi nào có luôn. Cái này còn có bông mà thôi. Cái này nó còn này với màu này giống không? Cái này để đứng này nó sạch. Cái này thả bóp cái này. Cái này không biết lên gì cho mấy chế. Giả váy lỡ 62kg size 4 cho chế Huệ Trần. 95.000 size 4 cho chế Huệ Trần một bộ. Còn mấy màu hôm bữa em like đó chị. Em còn mấy màu hôm bữa em like cho chị đó. Trên màu nhau đi. Này chưa xếp thành màu hết rồi đúng không? Chứ nó còn hơi sai đúng không? Còn sai đi sai. Còn hơi sai hả? Rồi màu em mặc màu nho ha. Bà ba nút thắt màu cái nha. 120.000 bộ. 120.000 bà ba nút thắt màu giúp em rất là đẹp luôn. Size 2 là 55kg. Size 2 của bộ này là 55kg trở lại mặt giường. Giả váy lỡ em có màu một hả chị? Nó xấu, nó bị rớt lại có màu một. Cái đó em may cho sỉ. Tại giả váy lỡ em chưa có ra hàng lại. Cái đó may cho sỉ còn thợ trả chậm còn có màu một. Em lấy lại em lấy lại em bán cho mấy chị đi. Cái chị này có
không chị? Rồi bộ em mặc nha, 120.000. Bộ em mặc là bộ 33 nút thắt màu. Màu em đang mặc là màu nho. Màu nho em còn duy nhất size số 2 thôi, 55kg trở lại mặc vừa. Chốt em màu nho nha các chị, màu nho. Cái này về cái chị tách áo lẻ ra, cái chị mặc với quần đen cũng được. Còn chị nào thích mặc nguyên bộ thì cái chị mặc. Màu em đang mặc là màu nho, 33 nút thắt, 120.000. Em sale cho các chị 120 nha. Tại em còn được có mấy màu. Coban em còn được 1, 2, 3. Lên với em màu xanh Coban các chị. Màu xanh Coban em còn được 1, 2, 3. Các chị này chốt em ạ. Xanh Coban. Quần ống đứng nha các chị. Coban em còn được 1, 2, 3. Các chị này chốt em Coban. Rồi màu đỏ rượu. Đỏ rượu em còn duy nhất size số 3 hả? 60kg trở lại mặt giường. Chốt em màu đỏ rượu. Đỏ rượu em còn duy nhất size số 3 các chị. 60kg trở lại mặt giường, lên với em màu đỏ rượu. Chốt em đỏ rượu nha, đỏ rượu. Em không có như chị Huy Dương, làm gì có màu tím mà chốt chứ. Màu cà, màu đỏ rượu size số 3 cho chị Tuyết Tuyết. Giả váy size 3 95.000 cho chế thấm. Cái màu tím ăn cục size 4 hôm bữa mình bán rồi đúng không chị, đâu còn hết trơn rồi chứ. Màu em đang mặc là màu nho chứ Lê Thị Hòa. Màu nho em đang mặc còn duy nhất size số 2, 55kg trở lại mặc vừa. Màu đỏ rượu thì em còn duy nhất size số 3, 55kg đến 60kg. Rồi màu này màu cam, màu cam đất. Cam đất em còn được 2-3 năm. Cam đất em còn được size 2, size 3 và size 5. Cái chị đẹp chốt em màu cam đất. Giả váy lỡ có size 5 chị Trần Hạnh. Chị hỏi em giả váy lỡ hay gì? Giả váy lỡ là em có một bộ, có một màu một hình nha. Cái này em có size 2, size 3, size 4 và size 5. Cái này nó bị rớt màu của sỉ nha mấy chị ơi. Tại thợ trả trễ quá nên là em giao cái kia trước, còn lại có màu này hả. Em bán cho mấy chị 95.000 luôn. Giả váy lỡ với em, giả váy lỡ. Cam đất size số 5 em chốt cho chế Trần Hạnh. Bộ bà 3 màu. Bộ bà 3 màu nút thắt. Cam đất size số 5 cho chế Trần Hạnh 120.000. Ủa, có 2-3 năm rồi chứ. 2-3-4. Nó 2-3-4 hả, chứ không phải 2-3 năm hả. 2-3-4 rồi chế Trần Hạnh đây em, sorry nha. Rồi, của chế Trần Hạnh là không có nha chế Trần Hạnh. Đây, giả váy lỡ em có màu kem này nè các chị. Em có màu kem phối như thế này nè. Giá 95.000 bộ. Em có size 2, size 3, size 4 và size 5. Rồi màu xanh bơ. Xanh bơ em còn duy nhất size số 1, 50kg trở lại mặt vừa. Chốt em màu xanh bơ à. Xanh vỏ đậu á các chị, màu này màu xanh vỏ đậu. Chốt em xanh vỏ đậu ha, xanh vỏ đậu còn duy nhất mà một size 1. Áo bà ba màu vàng size số 4 em không có còn chế Huy Dương ơi. Size số 4 bây giờ là em còn xanh lá, em còn được màu hồng da. Cái bà ba mà thiêu á, áo bà ba 85.000 màu mà thiêu hoa sen á, là em còn màu size 4 là còn xanh lá, màu hồng da, màu lam, màu đen với màu nâu đất. Phải không chứ? Phải không? C4 C5 em mới còn màu vàng. C5, C6 thì còn màu vàng. Còn hồng sen nữa. Còn hồng sen nữa hả chị? Hồng sen. C số 4 là em còn em được còn màu mới. Màu tím măng cục hả? Rồi chị đưa em cái màu tím măng cục đi. Không, bộ em mặc 40kg mặc rộng chị. Nói chung là đồ nhà em mà 40kg là chị mặc nó sẽ bị rộng đó. Tại vì nhỏ nhất cũng phải là 45kg nha. Lên với em màu này màu lam với chị, màu lam em còn được bộ sen 1. Màu xanh lá, đây chế Huy Dương. Chế chịu cái màu tím này không? Màu tím thì em còn size 4 nè. Màu tím măng cục còn được cái này chị. Chế chịu cái này không? Em lấy cho. Vàng thì còn 5 với 6. Vàng thì em còn 5 với 6.
Size 4 là em còn được màu xanh lá nè, màu hồng sen nè, màu hồng da nè, màu nâu đất, màu lam với màu đen, với còn được cái tím măng cục nè. Rồi chốt cho chế Huy Dương luôn. Chế Huy Dương màu tím với màu xanh lá, màu nâu với màu hồng sen, size số 4. Ok, em chốt cho chế 4 áo. Chế rút giùm em cái xanh lá. Không có tím Huế, chị Hiền Lê. Áo bà ba đợt này em không ra tím Huế. Xanh lá, hồng sen với màu nâu đất rồi. Cho em mượn cái xanh lá. Đây, áo màu xanh lá là cái này nha cô Nguyễn Đức. Màu xanh lá rất đẹp luôn nha. Cái hoa thiêu trực tiếp rồi. Cái hoa sen thiêu đợt này rất là đẹp. Dạ, chắc tầm khoảng đợt sau đi chế Thấm ơi, đợt sau đi. Đợt sau chắc nó sẽ có về thêm giả váy, nhưng mà chắc em ra giả váy dài quá, giả váy lỡ chưa ra lại. Màu lam có size 3 chế Hiền Lê. Áo màu lam em có size 3. Đây, cô Nguyễn Đức ơi, màu xanh lá nè cô. Xanh lá này mặc với quần màu đen cũng đẹp, mà mặc với quần màu trắng cũng đẹp nha. Rồi mặc với mặt, hoặc mặc với cái quần màu vàng nhạt nhạt á. Cái áo màu á, các chị với các cô mặc với cái quần lụa nó sẽ đẹp. Quần lụa mặc nó sẽ sang. Không, màu vàng size 3 không có chứ Huy Dương ơi. Size 3 là em chỉ còn được có màu lam, màu nâu đất, màu hồng da với màu đen, còn được có 4 màu. Size 4 là nó còn nhiều màu hơn. Vàng thì em còn size 5 nha, vàng em còn 5 với 6. Rồi em lên lại cái bộ màu em đang mặc nha. Ba bộ mà em đang mặc nè. Em sale cho mấy chị còn 120. Em còn được có mấy màu, mấy size à. Vàng 5 cho chế Trần Hạnh. Áo lẻ nha chế Trần Hạnh. Áo lẻ vàng 5, 85.000 em chốt cho chế Trần Hạnh. Đơn này ngày mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho cái chị rồi đi đơn luôn nha cả nhà. Áo còn xanh lá vàng. Màu em đang mặc là màu nho đó chế Hương Đinh. Chế Hương Đinh lên giúp em nho 2 đi chế. Nho 2 55kg trở lại mặt vừa. Nho 2. Rồi màu lam em còn được một bộ size số 1. Màu lam 120.000 nguyên bộ nha. Cái này em đang tư vấn cho mấy chị là nguyên bộ đó. Cái này nè. Còn cái thiêu đó là áo lẻ. Cái áo mà có thiêu là áo lẻ. Còn cái này là nút thắt này là nguyên bộ. Nho 2. Ok. Nho 2 em chốt cho chế Hương Đinh. Rồi màu lam, lam em còn được một bộ size số 1, 50kg trở lại mặt dừa. Màu này là màu xanh vỏ đậu. Xanh vỏ đậu em còn được một bộ size số 1, em còn được hai bộ size 1 luôn. 50kg trở lại mặt dừa luôn, lên giúp em là xanh vỏ đậu. Rất là đẹp nha cả nhà. Chốt em màu vỏ đậu. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu cam nha, cái chị màu cam đất. Chốt em màu cam đất, cam đất em còn được 2, 3, 4. Lam kèm size giúp em đi chế Thi Nguyễn. Chứ lấy lam 1 thì chỉ lên giúp em lam 1 nha, em còn có 1 bộ duy nhất à. Lên giúp em màu này màu cam đất. Cam đất em còn được size 2, size 3 và size 4. Cam đất em còn được size 2, size 3 và size 4 với chị. Lên giúp em màu cam đất. Rồi màu đỏ rượu em còn duy nhất size số 3, 55kg đến 60kg. Chốt em màu đỏ rượu. Em mặc là màu nho ha. Màu nho thì nó hơi tím tím, ngã tím tí xíu. Đỏ rượu em còn duy nhất size số 3, 55kg đến 60kg mặc dừa. Chốt em đỏ rượu 3, 120.000 bộ. Chốt em màu đỏ rượu. Cam đất size số 3 em chốt cho chế Tiết Tiết. Rồi màu này lên giúp em màu xanh Cuban. Xanh Cuban này nó sẽ sáng, nó sẽ đậm hơn cái màu xanh Cuban bình thường của mình nha. Nó hơi xanh dương tí xíu mấy chị. Em còn 1, 2, 3. Lên với em là cô ba lam 1 em chốt cho chế Thi Nguyễn. Mà bà ba màu đen size số 3 cho chế Huy Dương. Ok chế Huy Dương. Đỏ rượu size số 3 120 cho chị Dương Phượng. Áo bà ba cam ngói là cái nào ta? Cam ngói, áo bà ba cam ngói không có chứ. Chứ có lên lộn mã đồ không chứ Lê Kỳ.
cái đó màu đỏ hay màu ngói vậy chứ? Cái đỏ đúng không? Cái màu đỏ, màu đỏ. Không có cam ngói chứ Lê Kỳ ơi, không có. Lên giúp em màu này nha cả nhà. Màu này lên giúp em là màu xanh coban nè, màu xanh coban nha. Nhưng mà xanh coban này nó không có sáng nha mấy chị. Nó sẽ đậm hơn cái màu xanh coban bình thường của mình, nhưng mà nó sáng hơn cái màu xanh dương. Cái màu xanh dương thì nó tối hơn tí xíu. Hôm bữa em lên cái mã này là mã xanh dương nè. Bây giờ cái chị lên giúp em xanh coban. Coban em còn được 1, 2, 3. Cái chị đẹp chốt giúp em. Áo và ba cam beo có không em? Chị mặc size số mấy chị Nguyễn Cát Phượng? Beo cam chị mặc size số mấy để em coi còn không. Cái beo cam hồi chiều mình hết size 3 đúng không ta? Hay là hết size 4 chứ đi. Hồi nãy có chế đẹp nào hỏi em, chế đẹp nào hỏi em beo cam 3. Em nhớ beo cam 3 như hết thì chịu có 1 cái. Nhưng beo cam 3 còn mà hết 4 hay sao á? Rồi ba còn, hồi nãy chế đẹp nào hỏi em beo cam nè mấy chị. Còn 356. Mẫu là 2 hay sao á? Đây chế đẹp nào hỏi em cái áo vải lẻ beo cam nè. Chế Dương Phượng, em chốt cho chế Dương Phượng bộ màu cam size số 320.000. Hết rồi. Cam 3 hết hả chị? Rồi cam 3 hết rồi chế Dương Phượng ơi. Em còn 2 với 4 à. Em chờ chị niềm tin mất hết. Đơn của chị Thanh Việt, ngày mai đi đơn luôn khỏi rồi. Cái nốt lại giùm em. 55kg eo 73, cam S58 mặt size 2 nha chị Nguyễn Cát Phượng. Mặt size số 2 nha chứ. Đây hồi nãy chế đẹp là hỏi em cái beo cam này size 3 đúng không? Size 3 em còn nè. Em nhớ size 3 hết mà cuối cùng là size 3, size 4 nó mới hết mà size 3 nó còn. Đây cái này là beo cam, áo bà 3V thun lưới nè mấy chị. Beo cam em còn được size hình như là size 3 với size 5 với size 2 hay sao, còn nhớ còn được cái size 2. Mới còn nhận được hai bộ 6 mảnh đẹp lắm chị ơi, em cảm ơn chế Ngọc Du rất là nhiều. Dạ 2, 3, 5, 6. Còn 6 luôn hả chứ. Đây cái chị beo cam, chế nào hồi nãy hỏi em beo cam nè. Size 3 còn 6 luôn. Đẹp xuất sắc. Beo cam nha cả nhà áo lẻ. Rồi bộ này lên giúp giùm em là màu xanh coban nha, xanh coban. Rồi em hết nha các chị. Các chị muốn coi bộ bà Lai cách tân hả? Bà Lai cách tân màu. Beo cam size số 3 em chốt cho chế niềm tin mất hết. Ok chứ. Cái áo này đẹp lắm nha các chị, áo này mặc với quần đen đẹp. Năm năm ký em 83 mặt size 3. Chị Đào Phạm ơi, chị Đào Phạm nếu như mà mình biết kỹ gõ cái eo á thì lên cái eo, còn không thì lên cân nặng chiều cao giùm em tư vấn nha chị. 55kg cao bao nhiêu? Có nhiều chị á là cho cân nặng chiều cao mặt size số 1 rồi mà cho cái eo rồi mặt tới size số 3, số 4 lần đó. Nên là mấy chị biết cái vòng eo chắc chắn thì lên, còn không thì lên cân nặng chiều cao giùm em ha. Mình lên cái eo nhiều khi nó không có đúng rồi mình về mình mặc nó rộng hoặc nó chật mất công. Tại đa phần mấy chị đo, mấy chị chiều hao hoặc là cái chị đè cái bụng ra cái chị đo, chứ mấy chị không phải đo ngay cái eo. Cái eo nó khác, cái bụng nó khác nha. 1,5m 55kg rồi mặc size số 3. Bộ em đang mặc là size số 2 đó chị Diệu Trang Phạm. Bộ em mặc là màu nho. Màu nho em còn duy nhất size số 2 55kg trở lại mặc vừa. 55kg cao 1m55 trở lên. Rồi size số 3 là màu nho thì ẻo quên, màu đỏ rượu thì em còn duy nhất size số 3 55-60kg. Màu cam đất thì còn được size 2 với size 4. Cam đất thì còn được size 2 với size 4. Beo cam size số 3 còn 2 áo luôn chứ, cho chị đổ lên đó. Beo cam size số 3 cho chị đổ lên luôn. 70kg còn nhiều mà chị niềm tin mất hết. 70kg em còn nhiều lắm. Beo cam em cũng còn size 70kg. 70kg cam S55 trở lên thì mặc size số 5. Số 5 còn nhiều lắm. Rồi nho 2. Chế Diệu Trang Phạm. Chế Diệu Trang Phạm lên giúp giùm em là nho 2 đi. Đâu chị đổ lên 1 cái. Còn cái kia là của chị ấy. Cái kia là của chị niềm tin mất hết. Chị
chị Linh có cái size 3 này. Chế Diệu Trang Phạm chế lên giúp em là nho 2 đi. Em chốt đơn cho. Nho 2 cho chế Diệu Trang Phạm 120.000 ok đi. Rồi bộ em đang mặc là màu nho nha các chị. Size 2 55 kg trở lại mặc vừa. Rồi màu xanh của ban là em còn được 1 2 3 nè. Xanh của ban là em còn được 1 2 3. Em lên cho các chị bộ cắt tân nha, em lên cho các chị bộ bà lai cắt tân màu. Bộ bà lai cắt tân màu 140 rất đẹp. Bộ trên đó là bộ gì vậy chứ? Đỏ đỏ xanh xanh đó là bộ gì? À. Biết trong là quần. Dạ, được nhiêu đó rồi đó. Bữa sau là mình khỏi đã luôn. Để cho ra một chảnh vậy. Rồi lên giúp em màu này màu xanh Cuban nha cả nhà. Xanh Cuban em còn được size 1, size 2 và size 3. Các chị đẹp chốt em xanh Cuban đi các chị. 120.000 em sale cho mấy chị. Tại nó còn lẻ màu với nó còn có size hay size. Đúng rồi, chị Dương Phượng được một bộ màu đỏ rượu size số 3. Lấy màu xanh Cuban được không chị? Xanh Cuban em còn được 1, 2, 3 nè. Màu xanh này cũng đẹp nữa. Xanh này nó không có sáng đâu. Xanh này nó sáng hơn màu xanh dương, nhưng mà nó đậm hơn màu xanh Cuban bình thường của mình đó. Chị niềm tin mất hết mua giùm là phải hỏi kỹ nha. Để thôi rồi mấy bà thấy chị mặc đẹp, mấy bà kêu mua giùm đó, tới chừng gửi em gửi tới rồi mà không vừa không lấy nữa, mất công mất uy tín của chị đó. Nên là hỏi kỹ. Còn không thì cho cái trang Facebook của em cho mấy chị đó đó, rồi mấy chị đó tự mua. Nhiều khi thấy chị mặc đẹp rồi mấy chị mấy cô ngẫu hứng là mấy cô dặn mua giùm á, nhiều khi mất công phiền nha chế. Em là không có khuyến khích mấy chị mua giùm, tại vì thường á là mua giùm là nhiều cái trường hợp như vậy lắm, nên là em nhắc mấy chị á để mà coi không mất công mấy chị mất uy tín, lỡ có gì em không có bán lại nữa thì mất công. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Mét 57 70 kg thì mặc size số 5. Rồi em đang mặc màu xanh Cuban cả nhà, màu xanh Cuban. Em đang mặc là nguyên bộ chất lai dòng. Rồi bây giờ em sẽ lên cho cái chị bộ bà ba ha, bộ bà lai chứ, bộ bà lai cách tân màu, bộ này đẹp nè cả nhà. Bộ bà lai cách tân màu 140 chất lai dòng luôn. Mặc bộ đi rồi chị qua đó chị. Đúng rồi, mua giùm mắc công mấy chị lắm thật sự đó. Mấy khách mà hỏi cái chị cứ đưa cái trang của em ra, cứ đưa cái trang Facebook á, người ta lên ta tự lựa mấy chị. Cái mấy chị mua giùm là mắc công lắm đó, mua giùm nó khó lòng lắm. Trời ơi, có nhiều khách đó hả, lại tới chỗ luôn, lấy cái số điện thoại của cái chị khách hàng em á, gọi cho em. Rồi là hai bà chị bàn với nhau lấy màu gì luôn rồi đó nha. Rồi tới lúc em gửi tới hả là không nhận. Lúc em gửi tới là không bên nào chịu nhận hết, bên kia thì không chịu đưa tiền. Còn cái bên mà mua giùm á là nó không có đưa tiền thì không có tiền nhận. Ở bà chị kia thì dặn mua giùm mà không có đưa tiền, về sao người ta lấy nó. Rồi tới đó bơm hàng xong em không bán lại nữa. Cả hai chị đều không chị nào mua được nữa chứ. Nên là mua giùm là cái chị phải uy tín nha, phải uy tín chắc chắn nha. Rồi màu em đang mặc cái chị lên giúp em màu xanh bơ nè. Bộ này là bộ cách tân nha các chị ơi. Bộ cách tân bà lai rất là đẹp luôn. Chị cứ cho cái điện cho cái trang Facebook của em á, người ta tự vô người ta lựa. Bộ này rất đẹp nè các chị. Bộ này kiểu đẹp. Màu em đang mặc cái chị lên giúp em màu xanh bơ nha, màu xanh bơ. Size bơ là 50, size 1 là 50 kg ha, size 1 cũng là 50-51 kg trở lại. Chốt em màu size bơ này em còn duy nhất size số 1 nè các chị. Hôm bữa chị mua giùm người ta mặc không vừa, chị đem sửa lại mặc luôn. Đó, đó là mấy chị mua giùm thì phải lưu ý, em là không có khuyến khích các chị đẹp nhà em mua giùm. Mua giùm mình khó lắm, mình trả lại thì mình bị mất uy tín với shop.
mà bây giờ mình lấy luôn thì cũng kẹt cho mình, nó chạy mặt không vừa nha, tại vì đâu phải size của mình đâu đó. Nên nó khó lắm, mà không biết vô thì chị chỉ cho bà vô đó. Còn chị mua giùm là chị phải bảo đảm đó, em nhắc chị vậy đó, chị niềm tin mất hết nha. Còn chị muốn mua giùm hay là mua sao thì tùy chị. Lên với em màu đỏ nha cả nhà, màu đỏ chốt em màu đỏ em mận nha. Màu em đang mặc là màu xanh bơ, màu này lên giúp em màu đỏ mận. Bộ này 140 rất đẹp luôn cả nhà. Lên giúp em màu này nha. Bà ba xanh dương xe số 3, chị Đào Phạm. Em chốt cho chị Đào Phạm là cái bộ 120 đúng không chị Đào Phạm ơi? Bộ 120 nha. Thì cân nặng chiều cao thì size 5 đó chị. Còn chị nhận mua giùm là chị phải bảo đảm nha. Bà không lấy là chị cũng phải lấy đó. Chị Diệu Trang Phạm, còn bà ba không em? Bà ba nút thắt á hả chị, bộ nãy á hả? Size số 2 em còn được màu màu cam đất. Size số 2 em còn được màu cam đất với lại là màu xanh coban đó chị Diệu Trang Phạm, còn được hai màu á chị. Màu cam đất với lại màu xanh coban em mới cởi ra đó. Bà ba bông nguyên bộ hay là màu chứ ơi, ở quên, bà ba bông nguyên bộ hay là áo lẻ? Rồi lên giúp giùm em cái này nha cả nhà. Chốt giúp em mã này là mã đỏ, đỏ mận. Chốt em đỏ mận. Bộ này cái chị mua đi, bộ này đẹp lắm. Mỗi một lô em ra có mỗi một mẫu em ra có một lô, một hai cái lô này em sắp hết nữa rồi. Lô này em không có còn bộ nào size 4 chân á, nó còn được 1 2 3 5 mà. 1 2 3 5 6. Rồi lên giúp em màu này nha. Chốt em màu này màu đỏ mận. Rồi lên giúp em màu này màu cà phê sữa. À, ba bông nguyên bộ em còn chị, là cái bộ cái lô hôm bữa em về đó, lô hôm bữa em về cho mấy chị đó. Nhưng mà cái lô đó là nó hơi bị lỗi nhẹ tí xíu như thế này nè. Chị nào 1m56 trở xuống là cái chị mặc đẹp. Còn 1m58 cỡ như em á là mặc nó sẽ hơi bị ngắn ngắn tí xíu. Chị nào mà thích mặc ngắn ngắn vừa vừa thì chốt được. Còn 1m6 thì cái chị mặc nó sẽ bị ngắn nhiều. Đó nên là cái bộ đó bữa giờ em không có lên, em không có lên lại là vậy đó, tại vì em mặc không có đẹp, nó không có đúng cái form của em. Nên em mặc lên là nhiều chị sẽ, nhưng mà chị nào mà 1m55-56 thì mặc sẽ rất là vừa. Cả chiều dài cả chiều ngang luôn mặc sẽ rất là vừa và rất là đẹp nha. Nhưng mà cao hơn thì mặc nó sẽ hơi bị ngắn tí xíu. Không biết sao tự nhiên cái gập đó không biết cắt nó có bị lộn gập hay là bị gì không nữa mà nguyên lô nó bị vậy đó mấy chị. Đó là chị Diệp Diệu Trang Phạm á, là chị với lại là cái bộ đó là quần ống nhỏ chứ không phải quần ống đứng. Cái bộ em đang cầm cho mấy chị là quần ống đứng nè, còn cái bộ kia là bà ba quần ống nhỏ. Rồi lên giúp em màu này màu cà phê sữa cái chị, màu cà phê sữa. Tại nhiều khi em sợ chị Tư em chỉ cắt lộn gập cho sĩ á, vậy lấy. Tại cái gập của em á, form đồ của em bán á, là chị Tư em sẽ chỉ sẽ có cái gập riêng cho em, tại vì cái em đặt theo cái form của em đó. Còn của chị là có một cái gặp viên của khách sĩ của chị là đặt theo cái form riêng nữa, nên nhiều khi không biết có cắt lộn không nữa. Bà ba là em không có chịu ngắn ngắn, của em cũng phải dài dài tí xíu. À vậy là mặc vừa đó, 1m55 là mặc vừa y luôn á, vừa đẹp luôn á chị. Thôi chị Điệp ra làm mẫu em nha chị Điệp. Chị Điệp mặc đẹp hơn em mặc. Đây chị mẫu nhà em là 1m55 nè, mặc vừa y luôn, vừa chiều dài vừa chiều ngang. Còn em mặc là nó sẽ hơi ngắn, với lại là đùi em to, đùi em bị cái đùi nó to cái chị, cái đùi cái mông đó, nên là khi mà em mặc nhìn nó sẽ không có đẹp, mấy chị mặc thì đẹp hơn. Đây bà ba bộ nè, mà bộ này hôm bữa mình bán nhiêu ta, nhiêu chứ tên à. Đó, chị nào 1m55 trở xuống là mặt là bao đẹp vừa y luôn. Đây, chị mẫu nhà em là 1m55, nặng 47kg, đang mặc size số 1 vừa luôn. Phải chị mua bộ này không chế Diệu Trang Phạm đó. Áo bà ba lẻ lên chưa rồi chế, chưa lên quá trời áo bà ba lẻ luôn.
47 kg nha, 1m55 là mặt vừa size số 1 luôn nha mấy chị. Size 1 là 50 kg trở lại đó. 50 kg, cao 1m54-55 trở lên. Còn chị nào 1m50 mà 50 kg thì lên size 2 giùm em. Ok, chế Diệu Trang Phạm mặc size số mấy? Em dơ họa tiết lên cho chế coi. Ok, chế Kim Lân Tống à, em cảm ơn chế đẹp nhiều. Rồi tiếp tục bộ em đang mặc nha. Size số 3 em còn đó chế ơi. Size số 3 em còn nha chế Diệu Trang Phạm, để em dơ số 3 lên cho. Số 3 hình như là em còn đủ luôn á chế ơi. Còn đủ họa tiết luôn á. Tại số 3 em cắt nhiều lắm. Riêng về tất cả các cái lô đồ mà em bán cho cái chị là số 2, số 3 là nhiều nhất. Là hầu như họa tiết nào em cũng ưu tiên số 2, số 3 cắt nhiều chân á. Nè em còn được cho chị mã này là hôm bữa là mã hoa đúng không? Mã hoa nè, mã lá nè, mã ngọc nè, mã lá, mã ngọc. Mã này là mã nâu. Ủa, ta. Ủa mã này cam, là mã cam. Mã này là mã cam, nhí cam hay sao á, mã cam nè. Rồi mã này là mã nâu nè chị, cái này là nhí hồng. Rồi kẻ xanh. Mã đẹp. Mã này là mã đẹp. Rồi size 3, size 3 hình như là còn mã vàng, chỉ hết mã vàng thôi. Size 3 em chỉ hết mã vàng thôi chứ còn lại là đầy đủ, chế Diệu Trang Phạm. Với mã da, size 3 là em hết mã da với mã vàng ha, còn lại là đầy đủ. Mã này mã đẹp. Nhí hồng. Nhí cam. Lá. Ngọc. Mã hoa, mã nâu, rồi mã kẻ xanh. Chế Diệu Trang Phạm lấy bộ nào em lấy cho, còn nhiêu đây nè. Size 3 còn nhiêu họa tiết. Rồi lên tiếp cái bộ màu em đang mặc cho mấy chị nha. Màu cà phê sữa. Cà phê sữa mà nó hơi ngả màu vàng tí xíu rất là đẹp nha các chị. Lên giúp em cà phê sữa. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng da. Chấu em màu hồng da. Nhí cam số 3 với lá size số 3 ok. Nhí cam 3 với lá 3. Rồi hai bộ cho chế. Ngọc lấy size số 2 ok chế, ngọc 2 em còn luôn. Rồi lên giúp em màu này màu tím đậm. Tím đậm nha. Bộ em đang mặc là bộ cách tân. Bộ bà lai cách tân màu. Bộ này các chị mặc đi chùa đi lễ đồ ok nha các chị, rất đẹp nha. Lên với em mã này là mã tím đậm, tím đậm. Rồi lên giúp giùm em. Bộ bông là bộ bà ba đó chị Quỳnh Thảo. Bộ bông này em tính cho cái chị giá 130 thôi. Chị Diệu Trang Phạm ơi, bộ này chị mua 3 bộ này em tính cho chị giá 130 bộ thôi chị. Cái này hôm bữa em bán như 140 hả? 140 hay 130 chứ? 140 hả? Em bớt cho chị 10.000 một bộ nha, chế Diệu Trang Phạm nha. Chị nào lấy bộ đó em tính giá 130 luôn mấy chị. Dành cho chị nào 1m55-56 trở xuống là mặt đẹp nha. 1m57-58 trở lên là mặt nó sẽ hơi ngắn tí xíu. 130 bộ á chị Thanh Thủy. Nhí hồng xe số 3. Bà 3 bộ em chốt cho chế Đỗ Linh ok. Nhí hồng 3 cho chế Đỗ Linh. Dạ. Chế Đỗ Linh ơi, chế Đỗ Linh cho em lại cân nặng và chiều cao đi. Riêng cái bộ nhí hồng cái chị nên lên size đi mấy chị. Tại vì cái bộ nhí hồng á, mấy bộ kia khách nhà em mặc ok hết trơn, chỉ có bộ nhí hồng không biết sao mà mặc nó bị ôm. Nên là nếu mà chốt ngay bộ nhí hồng á, chị cho em cân nặng chiều cao đi rồi em lấy chắc chị phải lên size 4 quá. Tại bộ đó tự nhiên cái form nó nhỏ xíu à chị. Cà phê sữa xe số 3 hả chế Quế Nhi? Còn. Rồi còn được bộ cho chế Quế Nhi luôn. Ngọc còn xe 4 không hả chị? Ngọc hình như em hết trơn xe 4 rồi. Xe 4 nằm đâu vậy chị? Còn một cọc nhỏ. Xe 4. Xe 4 chắc ở dưới đó quá. Ở dưới cọc, ở dưới cái cọc nãy chị mới cầm. Đây.
Rồi C4 còn có 3 họa tiết này hả chứ đẹp không? C4 còn có nhiêu đây nè? C4 còn được mã đẹp, mã nâu với lại mã nhí cam. Cà phê sữa xe số 3 cho chế Quế Nhi. Ủa vậy hả chứ? Mét 56 nặng 57kg. Ok, chị đổ lên mặt size số 3 được. Ok, chị đổ lên, em chốt chị đổ lên nhí hồng size số 3. Em tưởng đâu 58, 59, 60kg thì lên size 4 luôn. 57kg chế mặt size 3 được. Vừa. Rồi nhí hồng size số 3 và 3 bộ 130.000. Em chốt cho chế đổ lên. Size số 4 bộ này em không còn bộ nào hết trơn á chị Minh Huyền. Cái mẫu em đang mặc nè, mẫu em đang mặc hết trơn luôn rồi chứ size 4 không còn bộ nào hết trơn. Chứ lấy size số 5 được không? Số 5 về nhắn bên tí xíu, tại form này nó cũng không có bự. Form này em may cũng gọn cho mấy chị à. Hết rồi chế Diệu Trang Phạm, số 4 còn được có 3 họa tiết này nè. Mã đẹp, mã nâu với lại là mã nhí cam nè chứ, còn được có 3 họa tiết này nè. Rồi tiếp tục cái bộ em đang mặc nha. Bà Loi kết tân màu. 140 bộ chất lai dông rất là đẹp luôn. Lên với em màu này màu xanh lý. Chốt em màu xanh lý cả nha, màu xanh lý. Rồi màu này lên giúp em màu nâu đất. Chốt em màu nâu đất à. Nâu đất cả nhà mình nên nâu đất. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu tím sen, màu tím sen này đẹp lắm. Tím sen này em còn duy nhất size số 5 mà. 66kg đến 70kg mặc vừa. Chị Minh Huyền 1m6 60kg là mặc size số 3 chứ chị. Chị có mua hàng bên em lần nào chưa? Chị mặc size số 4 vừa hay gì? Số 4 thì chốt size 4, nhưng mà này là chất lai dông nha. Chứ coi cả ở ngoài Hà Nội mình mặc được không nha. Nói thiệt luôn là mấy chị Hà Nội đừng buồn em. Em bán hàng ở ngoài Hà Nội 50-50 lắm mấy chị. Có một số chị là cứ chê chất vải. Tại vì tụi em ở trong này tụi em là miền Tây ha. Miền Tây là hàng nhà miền Tây là tụi em không có phân biệt bốn mùa giống như mấy chị mà mùa rét rồi mùa lạnh đồ ngoài đó, mùa thu đâu không có. Ở trong em chỉ có mùa mưa với mùa nắng thôi. Mùa mưa. Mưa nha, mưa với nắng thôi chứ không có là phân ra bốn mùa, nên là cái chất liệu vải ở miền Tây của tụi em nó sẽ khác cái miền Hà Nội của cái chị. Nên là em gửi ra ngoài ngoài cái chị thường hay chê là chất vải xấu, mỏng, mấy chị không có chịu, nên mấy chị cân nhắc giúp em khi mà mình mua nha mấy chị. Còn này là chất lai dông giúp em ha. Chất thun lai dông. Ở mùa ở trong em miền Tây mấy chất vải này nó thịnh lắm, toàn mặc mấy cái này không à. Mặc bốn mùa quanh năm mùa nào mặc cũng được hết á. Rồi lên giúp giùm em màu này nha. Đấy, chị coi kỹ cái chị mua. Để em gửi ra, nhiều khi mấy chị nhiều khi gửi ra đây tới ngoài Hà Nội xong bơm hàng trở về tụi nghiệp em. Mua nhiều rồi ok, mua nhiều chế biết chất liệu vải rồi thì ok. Để em nhắc á, em thấy chế kim tho mà nãy giờ không có thấy chế kim tho chốt. Chế kim tho chốt gì vậy? Cho chị hai bộ bà à, rồi thấy rồi chế kim tho. Cho chị hai bộ bà ba nút thắt bông nhu nhu số 3 cho mẹ chồng chị. Bà ba nút thắt hả? Bà ba nút thắt bông màu nhu nhu. Mẹ chị cân nặng chiều cao bao nhiêu? Em dơ họa tiết lên cho chị chọn chế kim tho ơi. Mẹ chị cân nặng chiều cao bao nhiêu để em biết em tư vấn sai cho. Ok, chế Minh Huyền mua nhiều rồi thì ok. Mua nhiều rồi chế mặc size số mấy vừa? Số 3 hay là số 4? Rồi lên giúp em cái này nha. Số 4 là em không còn bộ nào hết chứ đẹp ơi. Số 3 thì em còn. Cân nặng chiều cao của chị, nếu như mà mình không có lớn tuổi, lớn tuổi là trên 60 tuổi á, thì mình mặc size số 4. Còn nếu như mà bình thường mình gọn người bình thường, cái tạng người bình thường thì chế mặc size số 3 là chuẩn nha. Đầu 6 mảnh lên rồi chế Hưng Nguyễn. Đầu 6 mảnh còn không tới chục bộ nữa. Chế mặc size số mấy? Chế Hưng Nguyễn 6 mảnh mặc size số mấy? Cho em cân nặng chiều cao đi. Còn được có mấy bộ à. Rồi màu này lên giúp em màu tím sen. Size số 5 là mặc rộng nha chị. Số 5 chế mặc rộng lắm, 60kg mặc rộng lắm. Bình thường chị mua bên em size mấy?
Ok chứ Kim Tho. Đây số 3 nè, em giao số 3 cho chị coi luôn rồi rút lại thêm em hai bộ đi chị, hai bộ lá với bộ kia nãy chốt rồi. Lá với mã nâu, mã với cam chứ. Xe 4 hết rồi. Chứ ông Nguyễn ơi, cái bộ nút thắt size số quanh cái bộ 6 mảnh đó, size số 4 em không còn bộ nào hết trơn nè. Rồi chế Minh Huyền luôn, cái bộ em đang mặc cách tân nút thắt ở quên cách tân bà Lai này cũng không còn bộ nào size 4 luôn. Rồi. Đây size số 4, ở quên size số 3 nha chị Kim Tho. Chị Kim Tho là hỏi em bộ bà ba hả hay là bộ này vậy ta? Ok. Đây chị Kim Tho nha, size số 3 là em còn được mã lá nè. Nếu mà chị mua cho mẹ chồng thì cái màu này em thấy nó, em gọi là dí cam thôi, nhưng mà cái màu nó lên nó cũng nhu như chị nha. Tại vì em lên cái mã đồ cho mấy chị chốt thôi. Cái này là dí cam giúp em. Mã này là mã ngọc. Mã ngọc nha các chị. Mã ngọc. Bà ba này là ống nhỏ nè chị. Bà ba là ống ôm, còn bộ em đang mặc đó là buồng ống đứng. Rồi mã nâu, hay là chế lấy mã nâu này cũng đẹp đó nè. Mã nâu nha. Rồi mã hoa, kẻ xanh, mã đẹp, nhí hồng. Xe 5 là chị mặc rộng nha, chị Minh Huyền chắc chắn là rộng luôn đó. Em đang bận là xe số 1 chế Thi Nguyễn. Cách tân đỏ đô còn xe số 3 không? Còn chứ. Bộ bà Lai cách tân em đang mặc còn xe 3 chứ Ngân Hồng. Rồi em hết rồi đó, em có nhiêu màu đây hả? Nè size 5 em bung cho chị coi nè, chế Minh Huyền, chế mặt rộng đó. Để nha. Về là phải chỉnh hơi bị nhiều đó, chỉnh hai bên hông vô, nhấn bên vô. Nhí hồng size số 2 em có chế, bộ bà ba đó có nha chị Đỗ Mai. Bà ba bông size số 5 chị Trần Hạnh, có luôn, size 5 em có luôn nha. Size số 5 nè, em còn được nhiêu đây nè. Ý hồi nãy mình còn bộ này nữa hả? Này lộn rồi nè. Xe số 5 là em còn được mã da nha chế ơi, mã da nè. Lộn ba bộ luôn chứ. Là xe số 5 là em còn mã da nha. Em còn được mã đẹp, em còn được mã kẻ xanh với nhí hồng. Xe 5 còn được có mấy màu, mấy họa tiết à. Mã ngọc với nhí cam với mã nâu, xe số 3 em chốt cho chế Nguyễn Kim Tho. Ok chế Kim Tho. Ba bộ xe số 3. Chị niềm tin mất hết rồi, chị muốn coi áo và ba thun lưới, chị vui lòng chị tua lại cái like hồi trưa chị coi giùm em nha. Gần cuối em có lên đầy đủ hết cho mấy chị đó. Đại lên mấy cái đó bán mất thời gian lắm mấy chị, nó nhiều lắm, nó có gần 20 khóa họa tiết lận, nên là chị muốn coi chị coi lại cái like hồi trưa giùm em nha. Cho chị Hồng 2, chị Đỗ Mai, chị Đỗ Mai. Nhí hồng size số 2. Chị Đỗ Mai ơi, chị Đỗ Mai cho em cân nặng chiều cao của chị Đỗ Mai đi. Riêng cái mã nhí hồng là cái chị phải cần phải lên size đó. Nếu như mà cho em cân nặng chiều cao đi. Em biết sao nữa, nghiêng cái bộ nhí hồng là cái chị mấy bộ kia em cân size cho chị mặc vừa hết trơn luôn á. Ví dụ cái chị mua 3 bộ size số 3 mà có một bộ nhí hồng size 3 mấy chị lại mặc bị ôm. Nên là chị cho em lại cân nặng chiều cao ha. Cho chị hai bộ size 5 đi. Chị Minh Huyền, size số 5 của cái bộ đó là em còn màu tím sen. Em còn màu hồng da, em còn xanh lý, em còn cà phê sữa, em còn nâu đất, chứ lấy màu nào. Đây size số 5 là còn được nhiêu màu đây nè. Bộ em mặc á, em còn nâu đất nè, em còn cà phê sữa, em còn tím sen, em còn xanh lý, em còn hồng da, chứ lấy bộ nào. Lấy bộ đang bận, xanh riêu size số 2, không, bộ em đang bận là không phải xanh riêu. Đó là xanh bơ em hết trơn size 2 rồi. Còn size 1 không mà chế xanh bơ còn duy nhất size số 1, 50-51kg trở lại mặt dừa nha chế Thi Nguyễn. Mã đẹp size số 5 em chốt cho chế Trần Hạnh. Ok chế Trần Hạnh đẹp 5 nè. 130.000 bộ, bộ bà ba bông nha cái chị quần ống ơm. Bộ em mặc thì 140. Nhí cam size số 3. Nhí cam size số 3 cho chế Nguyễn Tuyên, 130.000 luôn. Đầu đang bận hết màu đen rồi, chế sang sang có màu đen mà hết rồi. 58kg cao, 1m57.
là chế độ mai mặc size số 3 chứ sao mặc size số 2. Dí học size số 3 nha, chị Đỗ Mai, chị Đỗ Mai là không có mặc size 2 vừa nha, chị phải size 3 nha. Chị lên giúp em dí học 3 đi chị Đỗ Mai ơi. Đồ đang mặc còn size 3 không? Đồ em đang mặc đó là còn size 3 nhưng mà màu khác chứ, còn màu em đang mặc là hết rồi. Màu bơ em đang mặc là hết size 3, màu khác thì em còn. Xanh bơ size số 1 chốt cho chế Thi Nguyễn. Ok chế Thi Nguyễn. Đây bộ bà ba bông là bộ chị mẫu của em, nãy giờ chị mặc chỉ đi qua đi lại hoài đó mấy chị. Cái bộ này á, chị nào 1m55-56 trở lại thì mặc là vừa y như mẫu mặc luôn nha. Có nghĩa là cái chiều dài á, còn chị nào mà cao hơn thì mặc nó sẽ hơi ngắn hơn tí xíu. Cái chị có đồng ý thì em chốt cho. Tại vì em không biết cái này là cái gập của nó có bị lộn cái gì hay là thợ mai có bị hớt khi mà dắt sổ á, mấy chị với mai không biết có bị gọt bớt bộ đồ của em không nữa mà nó ngắn cái chiều dài xíu so với cái bộ em đang mặc nè. Form mà chuẩn em may cho mấy chị lúc nào là giống như cái bộ màu em đang mặc á là nó mới đúng. Còn cái bộ này nó sẽ hơi ngắn hơn tí xíu nên là em mặc nó sẽ bị ngắn nha. Em sẽ em mét 58 là em mặc sẽ bị ngắn, còn mét 55-56 là cái chị mặc vừa y luôn. Mẫu nhà em là 1m55-47kg đang mặc size 1. Với hồng size 3 cho chế độ mai. Nên là chị nào cao tí xíu thì nhớ để ý cái form đồ bộ đó giúp giùm em, cái form của cái bộ bà ba bông á. Sân bơ xe số 1. Cái bên trên còn bộ. Hai bộ luôn mà nó chỉ thấy hai bộ. À đây. Xe số 3 hả chị? Xe số 3 em còn màu đỏ mận. Màu đỏ rượu, ủa màu đỏ đô chứ đỏ mận, đỏ đô, nâu đất, cà phê sữa với lại là xanh lý. Xe số 3 nha. Xe số 3 của bộ em đang mặc nè, em còn màu đỏ mận, đỏ đô, màu nâu đất, màu cà phê sữa với lại là màu xanh lý. Để em vô lại cho chị coi. Em chào chị Lý Hương. Rồi chị gì lấy size số 5 nè. Chị Minh, chị Huyền lấy hai bộ size số 5, chị lựa màu giùm em nha. Size số 5 là em dơ màu cho chế coi nè. Size số 5 là em còn nâu đất, em còn vàng, em còn tím sen, em còn xanh lý, em còn hồng da. Chế lấy màu nào thì chế bình luận giùm em. Xanh lý size số 3 cho chế ngân hồng. Ok chế ngân hồng. Đây em lên lại cái màu size số 3 cho mấy chị nè. Size số 3 là em còn được màu nâu đất nè. Màu này màu nâu đất. Đây là màu xanh lý. 140 ngàn một bộ, rất đẹp luôn nha các chị. Màu xanh lý. Rồi đây là màu đỏ đô. Màu đỏ đô giúp em. Màu đỏ mận. Đỏ mận này đẹp lắm nha các chị. Đỏ mận nè. Chốt em màu đỏ mận với lại là màu cà phê sữa. Màu cà phê sữa nhưng mà nó hơi ngã sang màu vàng tí xíu, rất là đẹp nha. Chốt em cà phê sữa. Rồi đó, size 3 em còn được nhiêu màu đó đó. Còn màu hồng da này thì em còn được size số 2, size số 5 và size số 6. Hồng da này em còn được size 2, size 5 và size 6. Hết trơn size 4 rồi chị Nhung Nguyễn ơi. Size số 4 em không có còn được bộ nào luôn. Rồi màu tím đậm này em chỉ còn duy nhất size số 1 thôi các chị. 1 với 2 chứ. Màu tím đậm này em còn được size 1 với size 2. Tím đậm. Tím đậm. Hồng da size số 2 hết rồi chế độ. Ờ toàn bộ quên. Ok chế độ mai. Chế độ mai là mặc size 3 nha. Size 2 cái chuyện mặc không vừa nha. Chứ chốt size 2 thì em lấy cho mình size 2 đó. Chứ gọn người không. Size 2 là phải gọn người mặc mới vừa nha. Rồi eo dưới 80. Hồng da size số 2 lộn rồi chứ. Cái đó của chị xanh bơ xanh gì đó. Xanh lý. Nè hồng da. Bà Lai xanh lý size số 3 chốt cho chế độ Linh luôn. Ok chế độ Linh. Size 3 xanh lý cho chị Sang Sang. Số 3 là tầm khoảng 55kg đến 60kg chị. 55kg 60kg tùy chiều cao. Chị Minh Huyền, chị gọn người không? Gọn người thì lấy size 3. Còn size 5 là chị mặc rộng nha. Tại bình thường chị mặc size số 4 thì bây giờ chị không có xuống size 3 được. Còn nếu gọn người thì mà nếu bình thường chị mặc size 4 mà chị thấy rộng rãi
thì cái bộ này chị mặc size số 3 mới ok, còn không thì giữ nguyên giùm em, còn lên size 5 thì nó sẽ rộng. Cái ông ba chị mới mua, ủa cái quần rộng nhưng mà quan trọng cái áo chị mặc vừa không? Còn cái quần rộng là nó không có liên quan đến cái áo nha. Cái quần rộng là thứ nhất là do cái mông của cái chị nhỏ, cái chân của cái chị nhỏ thì cái chị mặc quần nó rộng là bình thường. Hoặc là cái chị mua quần ống rộng thì cái quần nó phải rộng. Nhưng quan trọng cái áo mặc vừa hay là cái áo rộng luôn. Còn nếu cái áo vừa rồi á, thì cái quần cái chị thích ôm thì cái chị phải đi may cái quần vô nha. Chứ bây giờ cái chị lấy theo cái phong quần rồi về áo chị mặc không vừa rồi sao? Rồi nếu mà áo rộng thì ok, chốt size số 2 nha. Nó tùy mẫu nha chị Ngân Hồng ơi, nó tùy mẫu á chị. Tùy mẫu với tùy tạng người của chị nữa. Có chị cao, có chị thấp, có chị khung xương to, có chị khung xương nhỏ nha. Như em á là em bị nặng xương nè, cái khung xương, cái xương của em với em mặc là em mặc hai cái đùi nha. Hai cái đùi chứ người của em nhỏ xíu à. Là thường là em 1m58, em nặng 50-51kg lại mặc size số 1 đó. Ok chị đổ mai nha. Nhưng mà cái bộ nhí hồng là phải lấy size 3 nha chị. Bộ nhí hồng lấy size 3 chị mặc mới vừa, size 2 mặc không vừa đâu. Hay là chị muốn lấy bộ nhí hồng size 2 luôn. Nhí hồng size 2 thì em lấy size 2 cho. Về có hơi ôm thì nhả ben ra. Rồi chốt giúp em nha, màu tím đậm nha cái chị, màu tím đậm. Rồi màu tím sen. Lên rồi nha chị Nhi Ngọc ơi. Nãy em kêu chị quá chừng luôn, chị đâu mất tiêu. Rồi chuẩn bị lên lại 6 mảnh, 6 mảnh em còn tầm khoảng có 10 bộ, không tới 10 bộ nữa em hết rồi. Áo bà ba tối nay không có lên. Đó, chị muốn coi áo bà ba cái chị vào lại cái like hồi chiều, chiều cái chị coi giúp em nha. Ok chị đổ mai về em lấy cho chị nhí hồng 3. Còn cái bộ, cái bộ gì hồi nãy chị chốt thì size 2 ha. Bộ hồng hồng da hả, nãy chị lấy gì vậy? Chị đổ mai hồng da size số 2 ok chứ. Rồi rồi màu này lên giúp em màu tím sen. Màu tím sen này em chỉ còn duy nhất size số 5 thôi các chị. Ok chứ Nhi Ngọc. Chờ em tí xíu đi em dơ lại cho bộ 6 mảnh. Rồi hết rồi các chị, hết màu rồi đó. Nhưng mà em đang mặc là màu xanh bơ nha, màu xanh bơ. Chế chứ cho em lại cái cục mẫu của hàng 6 mảnh. Đây 6 mảnh là em còn được màu vàng nè. Màu vàng em còn được size 2 với size 3. 6 mảnh 125.000 bộ. 125.000 nha cả nhà. Vàng này mặc trắng lắm nha. Lên giúp em mã vàng. Mã vàng em còn được size 2 với size 3. Còn bao nhiêu bộ size 2 lấy hết thì chế Nhi Ngọc ơi, 6 mảnh em hết rồi đó. Mã này lên giúp em mã đẹp. Mã đẹp em còn được bộ size 1, 52kg trở lại mặt dừa. Mã đẹp 51, 52kg trở lại mặt dừa, chốt em đẹp. Đỏ còn 1 với 3. Đỏ em còn được size 1 với size 3. Mua đi chế. Cái lô đợt này đẹp dữ lắm. Lô đợt này họa tiết đẹp mà vải cũng đẹp nữa. Lên giúp em bộ này nha. Về có 2 ngày em bán hết rồi đó. Trăm mấy bộ. Mã đỏ em còn 1 với 3. Nhí hồng. Cái này cũng là mã nhí hồng luôn. Nhí hồng em còn được 2, 3, 5. Nhí hồng em còn được size 2, size 3 và size 5. Chốt em mã nhí hồng. Nâu em còn duy nhất 1 bộ 1. Nâu em còn một duy nhất 1 bộ 1. Màu tím đậm em còn được size 1 với size 2 chị Minh Huyền. Size 3 là hồi nãy em đọc màu nè, màu nâu đất, màu đỏ mận, màu đỏ đô, màu xanh lý với màu cà phê sữa. Là size 3 em còn bao nhiêu màu đó đó. Vàng 2 em chốt cho chế Nhi Ngọc. Rồi lên giúp em mã nâu nha. Nâu em còn duy nhất bộ size 1. Rồi họa tiết em còn được bộ size 2. Lấy luôn bộ họa tiết này đi chị. Bộ họa tiết này lên đẹp lắm nè. Họa tiết còn duy nhất bộ size 2. 55-56kg, chị nào gọn gọn thì 57, còn không 55-56kg trở lại. Rồi màu này lên giúp giùm em là mã hoa. Mã hoa em còn bộ size 3. 60-61kg trở lại mặt dừa. Nhí hồng size 3 hồi nãy phút trước có chốt chưa chứ chưa hả? Chưa hả? Cảm ơn chị đổ hoa nha. Dạ. Ok rồi.
Bà Lai nâu đất xe số 3, em chốt cho chế sang sang. À, họa tiết mới nhận rồi hả? Mặc đi chế, bộ họa tiết đẹp lắm á. Rồi đó là hết rồi đó. Cái bộ 6 mảnh em còn có nhiêu đây à? Mã hoa nha, cái chị mã hoa còn được C3 60-61kg trở lại mặt giường 125.000 bộ 6 mảnh. Rất đẹp luôn. Chốt em mã hoa. Họa tiết, em còn bộ size 2 55-56kg. Họa tiết nâu. Còn duy nhất bộ 1 nhí hồng, còn được 2-3 năm. Chốt em nhí hồng. Đỏ. Chế Minh Huyền không có màu tím đậm size số 3. Bây giờ em lấy cho chị màu đỏ đô với màu da hả? Không có màu da luôn. Chế Minh Huyền nghe kỹ em đọc lại mã đồ rồi mình bình luận cho đúng nè. Size 3 em còn màu xanh lý, màu cà phê sữa, màu đỏ đô, màu đỏ mận và màu nâu đất. Rồi ok chưa? Còn được 5 màu. Bà Lai size 2. Bà Lai size 2 em còn được màu tím đậm, màu xanh lý, màu nâu đất, màu đỏ mận, màu cà phê sữa. Hồng da chứ. Hồng da này C2 rồi. C2 đó đó. Rồi C2 em còn được nhiêu màu đó chị? C2 là em còn nè, màu cà phê sữa, màu đỏ mận, màu nâu đất, màu xanh lý với màu tím đậm. Rồi em còn C2 em còn được 4 màu. Rồi hết nha các nhà ơi. Tối nay like tới đây nha các chị. Nay mình nghỉ sớm. Nay mình nghỉ sớm, trưa mai em sẽ lên cho các chị bộ thun Mỹ nha. Các chị nhớ đón xem mẫu thun Mỹ nha. Các chị thun Mỹ đợt này em có tới size 75kg cho các chị luôn đó. Hôm rồi là size tới size 65kg thôi. Đợt này size 70kg và 75kg. Tím đậm, nâu đất, xanh lý. Size số 2 em chốt cho chị Bảo Vy. Ok chứ Bảo Vy. Em chốt cho chế 3 bộ. Đơn này sáng mai mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị luôn nha. Các chị có đơn nhớ để ý điện thoại giúp em. Đơn của chị Sang Sang là gửi luôn, khỏi gọi, ok chứ. Hết cũ. Chế Ngân Hồng là đây, để em ghi vô mai cho mấy bạn nha. Chế Ngân Hồng với chế Sang Sang là gửi luôn. Rồi em offline ở đây nha cả nhà. Em chào tất cả các chị nha. Hẹn gặp lại các chị vào chiều mai của chị Nhi Ngọc. Nên chết đó luôn chết. Nhi Ngọc gửi luôn một bộ. Chế Đỗ Trần Bảo Vy gửi luôn. Ok. Trưa mai em like thun Mỹ cho các chị nha. Thun Mỹ đợt này về siêu đẹp nha mấy chị. Thun Mỹ mặt đẹp, sang, bền, giá lại rất mềm. Bà like chị mặc ai cũng khen em. Cảm ơn chế Ngân Hồng rất là nhiều. Bộ này mặc tôn dáng đẹp. Bộ này kiểu cũng đẹp. Chị Như Ngọc có một bộ hả chứ? Chế Như Ngọc có một bộ màu vàng size số 2 nè. Bộ này nè. Bộ sáng mạnh. Mai không có bà ba, chị bà ba em còn đó bà ba. Bữa giờ cái lô em mới về đó. Cái lô đó là lô cuối cùng của cái mẫu thun lưới. Của cái lô đợt Tết em về đợt cái đợt giải á. Giải sau Tết em về là em cái lô em mới về cho mấy chị là tầm khoảng 700 mấy áo đó. Là cái lô đó là lô cuối của cái đợt đó. Rồi bây giờ là chờ cái đợt mới về nha, mới có nữa. Hồng da size số 3 hết rồi chứ ơi. Chế Lan Trương, size số 3 là em còn được màu cà phê sữa nha chế. Màu cà phê sữa, màu xanh lý, màu nâu đất, màu đỏ đô, màu đỏ mận. Là còn được 5 màu, xanh lý, cà phê sữa, nâu đất,
đỏ đô với đỏ mận. Hồng da em hết size 3 rồi. Hồng da hiện tại em chỉ còn size 5 với size 6 thôi. Mai một lô 6 mảnh nữa hả chế? Rồi để em nói với chị Tư em mai cho em lô nữa. 6 mảnh bả mai cho em, bả không có dám mai nhiều. Bả mai lần có nhiêu đó đó, lô có 200 bộ à, 200 bộ trở lại à, không có mai nữa, không có mai nhiều. Tại mấy đợt trước bán 6 mảnh hơi chậm á. Cái bả cắt cho em lần vậy đó, bả cắt nhỉnh 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 xíu miếng vậy đó. Để đợt này em nhờ chị cắt cho em thêm lô nữa. Thêm lô 6 mảnh cho mấy chị nữa ha, thêm lô 6 mảnh bông 200 bộ nữa. Chế Duy Thanh đỏ mận với xanh lý size số 3 cho chế Duy Thanh. Ok chế Duy Thanh. Làm hết đỏ mận 3 luôn. Đây chế cho chế thêm lại một viên nữa. Tại vì cái lô 6 mảnh đợt trước Tết á, em ra cho mấy chị 6 mảnh bông cái chị mặc dễ mặc hơn là 6 mảnh màu. 6 mảnh màu hơi khó mặc. 6 mảnh màu tại vì cái form của nó ôm á, nên là nhiều chị mà sợ mặc cái nhìn thấy mình hơi bị hơi tròn á, sợ. Đây là 6 mảnh bông là cái chị mặc ok hơn, thích hơn. Nên lần sau em ra cho cái chị lô 6 mảnh bông tiếp. Với là bông đực này nó đẹp mấy chị. Còn có mấy bộ nữa hết rồi. Bông đực này đẹp, bông đẹp mà vải cũng đẹp nữa. Chưa mai lên Phung Mỹ, các chị nhớ đón xem nha. Định tối nay lên mango cho mấy chị nữa mà mango hình như là mấy chị nhà em không thích lắm hả ta. Mango, em thấy mango mặc nhà đẹp mà mấy chị. Rồi như thay vì cái chị đi mua bộ đồ mình mặc nhà, bộ đồ ngủ hay gì đó. Tại vì mango đó cái chị mặc ngủ vẫn rất ok nha. Cái bộ mango này nè, mặc ở nhà nó rất là mát. Mấy bộ này đẹp nè, em thấy có kiểu phối cũng đẹp. Nhưng mà nó chỉ có size 60kg trở lại thôi. 115.000. Bộ này mặc vừa đẹp, 60kg, cao 1m55 trở lên là ok. Chị nào hơi thấp người dưới 1m55 thì tầm khoảng 57-58kg trở lại. Mango đẹp lắm mấy chị. Mango mặc rất mát. Melo mango này để hôm nào cho chị coi đỏ mận. Đây đỏ mận là bộ này nha chị. Chế Duy Thanh chưa thấy luôn mà dám chốt luôn. Trời ơi dữ dằn. Nhưng mà đẹp chứ ơi. Đỏ mận lên cái này rất là đẹp. Bộ này rất đẹp, vải cũng đẹp nữa. Đây màu đỏ mận nha. Đỏ mận là cái màu nó không phải đỏ tươi, nó trầm hơn cái màu đỏ ớt, đỏ tươi của mình nha chị. Chế Lan Trương đồ đẹp giờ mặc đi mặc lại đồ của shop không, tại người ta khen nên khoái. Em cảm ơn chế Lan Trương rất là nhiều. Bộ này cái chị mặc cái chị đi lễ đi chùa đồ là ok luôn, cái chị thoải mái nha. Thun, dễ thun. Đứng lên ngồi xuống quỳ lại đầu này kia nó cũng rất là dễ thoải mái nha mấy chị, mà nó đẹp nữa. Mang đôi dép lên tầm khoảng 5 phân 7 phân là rất đẹp, dáng đẹp lắm. Rồi em offline ở đây nha cả nhà, em cảm ơn cả nhà. Ok không chế Duy Thanh ơi, cái bộ đỏ mận chế ok không? Chị Hoa bị nghẹn bộ nào mà bị lỗi thì chụp hình gửi qua bên Zalo giùm em để em giải quyết đơn hàng cho chị nha. Chụp gửi qua Zalo giùm em, cái số Zalo là cái số em có in ở trên trang đó mấy chị. Cái chị vào em có ghim lên là số chốt đơn là số nào, số giải quyết đơn hàng là số nào đó. Đơn hàng hồi chiều gọi gọi là đi rồi á chế Duy Thanh ơi. Ok chế Nhi Ngọc. Rồi em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Bye bye các chị đẹp nhà em. Bị lỗi như thế nào thì chụp hình gửi qua cho em đi chị, em mới biết em giải quyết đơn hàng cho mình nha. Rồi chúc các chị đẹp nhà em ngủ ngon, em bye bye.